Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, trào ngược dạ dày là một trong những căn bệnh gây ra vô cùng rắc rối và nhiều khó chịu với người bệnh Bên cạnh việc điều trị bằng Tây Y thì quý vị cũng có thể thử qua một số phương pháp điều trị dứt điểm tại nhà Và dưới đây sẽ là một số bài thuốc để cho quý vị điều trị bệnh trào ngược dạ dày tại nhà Những cách chữa trào ngược dạ dày tại nhà 1. Chữa trào ngược dạ dày bằng nhà đam Nha đam vốn được xem như là một trong những loại mỹ phẩm thiên nhiên giúp chăm sóc làn da và sắc đẹp. Thế nhưng, ít người biết được rằng nguyên liệu này còn có khả năng hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày tại nhà. Nghiên cứu cho thấy, các thành phần arabinose, glycoprotein và acemanan có trong nha đam có tác dụng kháng viêm, giảm đau, chống lại vi khuẩn, virus gây bệnh. Bên cạnh đó, nha đam còn chứa atharoquinone, có tác dụng nhuận tràng, kích thích tiêu hóa, giảm tiết axit trong dạ dày. Cách thực hiện: lấy một miếng nha đam gọt vỏ, xay nhuyễn cùng với một cốc nước, lọc nước cốt chia uống hai lần trước bữa ăn và tối. 2. Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà bằng nghệ. Nghệ đã được chứng minh là có tác dụng tốt trong việc trung hòa axit dạ dày, chống viêm, làm nhanh lành vết loét, tất cả là nhờ hoạt chất curcumin dồi dào có trong loại củ này. Với nghệ chúng ta có thể dùng những cách như sau. Dùng một thìa bột nghệ vàng và 1 phần tư thìa cà phê tiêu đen, nguyên bột đem hãm với nước sôi tương tự như pha trà. Gạn nước uống làm nhiều lần có thể giúp cải thiện các dấu hiệu khó chịu do bệnh trào ngược dạ dày gây ra. 3. Bài thuốc chữa trào ngược dạ dày bằng gừng Gừng có hiệu quả trong việc cải thiện các triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày thực quản, chẳng hạn như buồn nôn, khó tiêu, đầy hơi. Đây còn là một phương thuốc kháng viêm giảm đau tự nhiên, giúp chữa lành các tổn thương ở niêm mạc dạ dày thực quản và cổ họng do ảnh hưởng bởi quá trình trào ngược axit. Về cách làm, lấy một củ gừng tươi bằng nhỏ, thả vào một cốc nước sôi và đậy miệng ly lại. Chờ khoảng 10 phút sau, các chất trong gừng sẽ tiết hết ra nước, khiến nước chuyển sang màu vàng nhạt. Vớt bỏ bã, thêm một thìa đường vào quậy tan và uống khi còn ấm. Dùng từ 2 đến 3 cốc trà gừng mỗi ngày sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. 4. Trị trào ngược dạ dày bằng mật ong. Mật ong không chỉ cung cấp các axit amin, vitamin A, C, E có lợi cho sức khỏe mà còn là chất kháng sinh tự nhiên giúp ức chế hoạt động của vi khuẩn HP gây bệnh trào ngược dạ dày. Đồng thời, kích thích tái tạo tế bào làm nhanh liền sẹo ở vết loét. Bên cạnh việc kết hợp với nghệ hay gừng, bạn có thể dùng mật ong chữa trào ngược dạ dày tại nhà bằng cách nuốt trực tiếp hai thìa cà phê mật ong vào buổi sáng và buổi tối. 5. Uống trà hoa cúc chữa trào ngược dạ dày. Đồng y cho rằng hoa cúc tính mát, vị hơi đắng, có công dụng tiêu độc, trị nóng trong, an thần. Dùng hoa cúc pha trà uống mang lại rất nhiều lợi ích cho người bị trào ngược dạ dày nhờ chứa các chất như anethole xoa dịu dạ dày, làm thư giãn các cơ co thắt, giảm đau, chống đầy hơi, ợ chua. Bisabolol Thành phần được biết đến với tác dụng chống viêm, sát khuẩn, ngăn chặn các phản ứng dị ứng gây tổn thương đến dạ dày. Apigenin Bảo vệ tế bào khỏe mạnh, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ác tính gây ung thư dạ dày. 6. Chữa trào ngược dạ dày tại nhà bằng hạt thì là Hạt thì là có tính ấm, giúp cân bằng khí huyết, kích thích tiêu hóa, nhờ chứa hợp chất anethole. Loại hạt này có tác dụng thư giãn cơ trơn, chống co thắt dạ dày, qua đó làm giảm hiện tượng trào ngược axit từ dạ dày lên thực quản. Ngoài ra, nguyên liệu này còn cung cấp hàm lượng vitamin B3, C, sắt, magie, kali phong phú, giúp cải thiện chức năng thận và nâng cao sức khỏe một cách toàn diện. Vâng, với những phương pháp mà chúng tôi vừa đưa ra trên đây thì hy vọng rằng quý vị có thể áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày để có thể điều trị dứt điểm căn bệnh trào ngược dạ dày. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!